Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách mà tảo lục có thể xử lý carbon dioxide trong không khí để sử dụng trong quang hợp. Chìa khóa cho sự hữu dụng của loại tảo này là một thứ có ngay ở bên trong tảo được gọi là pyrenoid. Đối với các loại cây trồng như là gạo và lúa mì thì chúng có thể bị giới hạn bởi hiệu quả quang hợp, và một trong những hạn chế này có thể là lượng CO2 mà chúng hấp thụ. Tuy nhiên, tảo lục có thể giúp khắc phục hạn chế này, từ đó cải thiện quá trình quang hợp và làm tăng sản lượng cây trồng, từ đó góp phần vào việc đảm bảo nguồn thực phẩm cho dân số toàn cầu trong tương lai. Được biết là tảo chỉ cần có ánh sáng mặt trời, nước, carbon dioxide và các chất dinh dưỡng vô cơ để phát triển. Hiện có hơn 20.000 loại tảo được biết đến.